Vô rồi nhìn mặt của Sủ đẹp trai quá bạn, nhìn cái tôi nhìn cái nhìn bạn thấy siêu to khổng lồ không? Cười tươi luôn. Bữa nay mấy anh em mình định làm lai gai bạn ơi, con này khoảng ký mấy á, lúc trước thì cũng có làm trên siêu mẫu á, dính con cũng ký gửi đó bạn. Bữa nay cũng có Sủ định cái gì kho cà hả? Kho cà lai gai luôn bạn ơi, thì mấy anh em mình bữa nay cũng mới gì thăm lưới về á nên giờ rảnh rồi nên làm lai gai, nó là cà bự đại ca nhỏ. Bữa nay chúng không đó, đựng con nó ngon lành rồi. Trời, con này cũng bộn tiền à. Hên bạn, ở đây dân lưới neo là nhờ vậy không bạn, nhờ dính con một cộng cộng cũng ngon lành. Con này 7 kg không ta? Ừ rồi, đại ca đạt này bao nhiêu? Ủa, đón hay. Ủa, 6 kg hay trời. Ủa, đón hay quá. Quá hay, 6 kg lô. Dột xuống giống như trâu à, hình. Bữa nay siêu mẫu bế đâu? Mà nói qua nó lãng lẽ không có con nào. Có con nào 2 kg gì không siêu mẫu? Bữa nay có con nào 2 kg gì không? Hai con có 2 kg chút xíu hả? Nãy giờ có nghe không nói đâu. Bữa nay siêu mẫu bể đầu rồi bạn ơi. Bởi làm cái nghề bà cậu này là vậy, có người trúng người thắt. Hên xui lắm bạn, nó không có theo cái quy luật, nhầm khi cá bạn thấy nó đi ăn vậy đó, nhưng mà có người này trúng mấy người kia thắt, độc địa vậy đó. Hên xui. Ngồi để chồng cái gì đâu mà giống như hòn giống khu trời. Cô chủ rượu. Ủa, sư mẫu châu cháu hả? Ai là sư quậy? Mỗi lần mà thăm lưới về bạn ai cũng hỏi người này hỏi người kia trúng không, hỏi qua lại đó. Tụ họp là cũng vui lắm bạn ơi. Lúc đi văn cũng vui mà lúc cuốn lưới về cũng vui nữa. Bạn coi cá cóc của củ Sủ dần lưới dính kìa. Ông cuột vô kỳ nó câu nó phình ra bụng không vậy? Yếu vậy. Là cái cóc này thường là sáng mình mới bán được bạn. Mà ở đây bạn thấy gì chứ, nếu mà cá cóc nó chết là bán không ai mua luôn á. Tại ở đây cá cóc cái giá nó rẻ lắm. Thường 100.000, 101 mà cá chết là thôi gần như xong luôn. Cá Sủ thì đỡ. Sủ thì mình ướp đá sáng mình đem đi căng. Tại cá Sủ sống chết thì nó cũng một giá. Mấy cần câu của chú Năm mình kìa. Câu cũng để đó luôn. Sáng mai tính ngầm luôn. Sáng mai tính luôn hả chú Năm? Sáng mai tính ngầm nó luôn. Rồi gước em vô luôn đi. Đây chú đang gọt mấy cái cà chua bạn ơi. Để hồi mình kho. Đây dùm có hành. Đây cây nhà lá vườn của bạn. Sống ở dưới bè nó càng khó hơn nữa. Đi chợ búa rồi cũng khó. Muốn đi chợ phải bơi xuồng đồ này nọ mất tiện lắm bạn ơi. Cái nồi huyền thoại của củ có Sủ đó là không biết mì món nữa. Ở đây là thức ăn củ Sủ mới nhập mấy hôm qua hôm kia về, bạn thấy một đống chứ trong vòng tuần lễ là sạch bách á, ngày quốc 6-7 bao thứ gì chịu nổi. Thấy mạnh động kìa. Trời. Nấu ăn thứ dữ vậy đó, dùng chai đập bóp bóp ngàn sao mà. Mr. Đen thì nói chung là sau này bạn hết tóc rồi, sau này anh cũng ít đi chơi với mấy anh em mình lắm bạn ơi. Hồi lúc trước thì do chỉ thị 16 dịch bệnh đâu có hết tóc được, rồi lúc đó mới thường ra mấy anh em mình kéo lưới rồi lai gai với mấy anh em rồi chơi vui. Rồi sau này mới bạn hết tóc rồi, bây giờ nói chung cũng ít ra lai gai với mấy anh em mình lắm. Nhìn cái khứa cá mà nhìn thấy hơn lạnh nha, 1 kg mấy siêu to khổng lồ. Cá này khoảng 1 kg rưỡi à, cũng ngang ngửa con cá mà lúc trước mình quay clip như là trên sư mẫu cô chú rượu làm cái gì chiên giòn cái gì á, chiên sụt cà đúng rồi. Ủa, ngọt vô. Hết ngọt rồi. Cái gì cũng hết chân à, tiền cũng hết luôn à. Gì đâu mà chưa có định lăn vô tay gung gãy dữ đại ca, lập chụp chứ vậy? Được, không được. Ốc như thấm, bút tiếp. Cá không có muối là cá ương.
Đúng rồi. Mình cái dinh này để dãy mà phải không? Dãy. Dãy được chứ, cá bự mình phải để dãy mà. Ăn mới ngon. Không, để dãy ăn không ngon. Mấy cái mì dinh này nếu mà nhỏ bạn khó ăn lắm nha. Để xương nhiều. Cá bự này xương nó bự á, mình ăn cũng rất là dễ. Nó được cái là thịt nó béo. Béo giống như dạng cá cóc vậy mà. Con cá cóc cũng vậy, cũng xương dữ lắm. Bự quá, cái nồi nhỏ quá. Gì đâu, cái nồi bên lớn mà để cái mì dinh vô để không giáp luôn. Cái dinh này cao bao phê luôn. Cái nồi bà coi nó bự bị chị đó, mình để cái dinh vô không giáp. Ở dưới bè này chắc tối rồi bạn kiểu mà không khí mát mẻ nhấp nhô nhô nè, lai gai đúng bài luôn. Cảm giác nó lạ lẫm bao phê lắm bạn ơi. Nhịp nhịp này đó, bè cứ nhịp. Nó ăn được không đại ca? Nó ăn được không? Rồi ngày bà nương anh lọc đồ nấu không à? Vậy vậy? Gì đâu, ổng tắm tiền mà em kêu quay phim hả? Màu cho nó đậm đà. Là ôm sùm nhau. Đang tắm, đại ca Lộc cũng tắm mà. Kêu mình ra bị phiên, chịu đợi nổi không? Tại cũng mới đi thăm lưới về bạn nên nay cũng tắm rửa. Ủ sủ cũng chưa tắm nữa, ức nhẹp. Gấp gì tắm là bò trước thì tắm sao? Sợ ngồi vô độ là biến tắm chứ. Dễ dễ tắm. Tắm chắc mơ con bỏ luôn một mình. Trời ơi, ra trễ rồi, không thay đồ rồi. Đúng rồi mà, cái gì tụt ra đi quay lại không nè. Bận lại, giống như Bèo nói vậy đó. Thử tụt ra đi quay lại hả, bận lại. Chưa đời nói đây ca lọc. Hai mẹ con siêu mẫu tắm kìa. Bữa nay bảo theo phụ bể đầu luôn. Nữa lại nữa. Thứ gì chịu nói, cỡ nào cỡ không đổ thừa được chứ. Rồi ngày đi với củ sủ nó cái nọc mình quá trời. Thắt khu bạn. Có bữa chúng cũng đổ thừa cái nọc mình quá trời. Biết không xấu sao lừa vừa lòng với ông Lộc này chứ. Đó. Hai ông kiếm cớ để mình dẫn lên xà đét xả xui đó. Chịu đời nói không. Cái này mình kho dạng kho lạc các bạn, phải có hành. Cái này thiếu gì không? Thiếu gì? Cần tàu, kho lạc, kho đếp. Cà, kho cà, nó có cần tàu. Cần tàu hả? Ừ, cần tàu, hành, cà. Chú múc rồi bẻ thiếu cần. Mà được cái là ở đây mấy cá còn tươi sống vậy nè. Mình chế biến món ăn mà ngon lắm, thịt nó ngọt. Chứ mấy con cá mà nó đã ngủm củ tỏi rồi qua đông lạnh, bạn lý ăn thịt nó không ngọt. Còn đây mấy anh em mình được cái là cá còn tươi rói mừng mỡ cá thiên nhiên. Vì giờ này cho cá ăn cái gì đây ca? Con ta tậm gầy à, chơi luôn cái thùng phi không chứa thức ăn. Từ ngày là để nguyên bao dục nguyên ca xuống sọt sọt gì vậy, sổ lãi cho nó hả, giống con người vậy bạn. Lãi trồng thuốc bổ. Tới tháng phải sổ lãi cho cá. Ngày nào cũng trụ cổ. Mình với đại ca Lộc đang cá nha, một ly cà phê nè bạn. Nghe không? Là cá ký à. Nó to. Ờ đó. Cá nhiều. Con cá vậy ký 7 trời. Mình đón khoảng ký 2 à bạn. Thánh thằng ơi. Cá này ông... cá gì bên lớn gì mà ký 7 trời. Cá này có ăn sự siêu to không bạn? Ờ. Chứ cá gì đâu, nhìn thấy chút ép con ký 7. Nè em qua nó quất nguyên con tôm nè. Còn lú con me các bạn thấy không? Tính con tôm nó không 300g rồi đó. Có cái gầu không ơi. Ừ, rõ ràng quất con tôm càng 300g vô rồi. Bởi vì mấy ký 7 chứ. Về đó bụng quá, chưa ăn cơm ăn bánh chán nha. Vợ con đâu thấy cảnh này nha. Cầm vài ly lên thì nói này nói kia.
tội quá đi mà. Mới cầm con ly, ly lên về căng nhằn. Hai đâu chỉ có một ly thôi. Vậy cũng bị căng nhằn đó đã. Một ly thôi, hai đi đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Kéo lưới cũng sẽ hén luôn, đâu thấy cảnh đó hả? Ngủ ngủ chỉ có một ly thôi à. Không có hai giờ hai ly chứ. Đúng rồi, cũng ngủ một ly à, bia cũng vậy mà. Cá già bắt đầu nó lên ăn rồi bạn. Của sủ gãy cũng ít thức ăn bắt đầu nó lên rồi. Mấy cá đồi hồng này bạn thấy nuôi bẹ mau lớn á. Tháng 1 thôi mấy bạn nhìn nó không ra luôn. Quậy à. Nuôi bè này nhờ mấy năm trước rồi bạn ơi, chứ mấy năm sau này cũng chua chát lắm. Ngày nuôi cá, nhất là từ lúc mà dịch bệnh á, trời ơi. Nuôi đã khó bán được hay không cả vấn đề. Như năm rồi á, củ sủ kêu người ta quá trời bao nhiêu mối, mười mấy mối bán không được. Này chị Đường bà cũng mới mua đá về để dành ốp mấy cá. Mấy cá là chứ hợp này mới đổi chứ. Còn là mấy anh em dân lưới ban đêm là vậy đó bạn. Dính cá về ốp đá này để sáng đem lên chợ căng. Căng cho mối bạn ơi. Tại có một số bạn cũng hỏi mua cá này nọ. Thì thật ra ở đây nó cũng khó lắm bạn. Tại cái mối thu mua của mình nào giờ rồi đó. Mình căng cho họ. Nếu mà dạng như mình mà họ biết mình bán cho người khác á, thì căng lắm bạn ơi. Nó cũng khó ở chỗ đó. Nè bà gành ngủ đi bà. Khui bóc khỏi quá bung dãy à. Ui, hấp dẫn quá bạn ơi nè, ngon ngắt ngay luôn. Bung dãy ha, cái mà dinh bự bự này bạn chiên xù bằng cũng ngon lắm, nhầm mắm me hay nước mắm cũng vậy. Dạ, không ớt á niêm coi vừa ăn chưa. Hết sảy chưa? Được rồi. Để cà vô. Để cà vô. Mấy món đơn giản này chứ ăn là khỏi chê nha bạn. Cái này là khi nó ngót nè. Nó ngót hả? Ừ, này nó ngót thiếu cần nè. Phải có cần. Nó ngót là phải có ca nước nhiều chứ không? Để nước ngắt nè. À. Nước ngắt con cá luôn. Tại bự quá nó chổng khu lên. Cái nói chung là cá mì dinh là nó ngót đi. Khó ngót. Ừ, nó ngót thì cho chắc. Cho nó đúng bài. Đây lên cái nữa là cà chín là quất nha. Nhanh gọn lẹ. Trời, con cá ở cũng nổi. Khoảng chục con bay xa hả? Thì cũng được rồi. Tắm giữa đi, tắm giữa vừa. Tèo bao phát bạn ơi. Cái đồ đi rồi qua ăn cơm luôn. Vậy cũng được. Ngoài trời ơi, ông đem cơm theo kìa chịu đời nổi không? À, còn nguyên cái nồi hai tô luôn à. Thứ gì chịu nổi vậy đại ca tèo. Cơm ở đây nhóc chơi bớ làm gì. Nói dân không nước là cá. Ông dở thùng vô ra kìa. Cuối hàng cho ông xem. Khui hẹn chưa, khui hẹn chưa? Hành vô, là chiến đó. Rồi, vậy là xong đó bạn ơi, chiến đó bạn ơi. Mưa đang kịnh tới nữa rồi. Tới công chuyện nữa. Hành vô. Một hồi dẫn bạn mưa rồi. Thành phố lên đèn rồi. Thành phố sẽ đét lên đèn, nhậu mới thơm. Không, nhậu ngon chứ một hồi sao về nè, nó mưa rồng ầm tới đuối luôn thiệt. Ơi, ai nhà xa cái thằng chị ô tô. Nó cầu sóc không? Nó cầu sóc hàng. Ừ, nó cầu sóc hàng. Ở đây tôi ngủ tại chỗ. Chiến Hiếu ơi. Chiến chờ, chiến chờ. Chính rồi chú Hiếu ơi. Đừng chén thôi. Vô chiến chú Hiếu ơi, xong rồi. Ngồi quẹt quẹt cái bồ nhí hoài chứ nghe. Chỗ đời nổi không không? Quá bự. Lộc đâu? Cá lộc lên kia ăn cơm trước rồi. Vậy đi xuồng nào? Không biết xuồng nào nữa. Xuồng mình hả? Ở dưới đây có cơm cho ông ăn ra. Không biết là chẳng ăn vịt lộn cái gì á. Múc lấy vịt lộn cho ăn. Mưa rồi, mưa rồi. Hay ghê. Mới thấy thành phố Sa Đéc lên đèn là mưa liền. Thường ở đây là mấy người dân ở đây thường gọi là thành phố lên đèn là vậy mà. Thành phố lên đèn. Lên đó nó hơi mà màu cái là định tới đó. Ồ, hấp dẫn chưa. Này có gắt tiêu lên không cổ? Hãy
Nó gắt miếng tiêu lên. Quá hấp dẫn. Khỏi chê. Bà Tám chịu cũng nổi luôn. Miếng ớt vô màu lên, màu lên đẹp đẽ liền ha. Vô đại ca ơi, bắt đầu chiếc ra, không thể nào thiếu đinh lăng được bạn. Lăng ơi, gì con cả đó đó hả? Cái lượt để đâu mà nó tha luôn hay vậy? Thơm quá. Bạn thấy cũ cái sủ mà chế cái quanh xe đạp bạn coi. Cái giò bom nữa. Tiện ghê không? Trời, chảy nước miếng ực ực ha. Phân chia lãnh thổ đó. Vô cái chú Hiếu làm gì đâu ngại ngùng giống như gái 18 chú Hiếu. Vô đụng cụp cụp rồi chứ lớn tuổi nhất mà. Vô. Cúng nè, ngậu nào già đâu nhiêu năm trời giờ này mới cúng đó bạn. Chưa đời nổi không? Cúng mà cho đồ chúng không? À, vô cái đây. Chào chú Hiếu ơi. Mời tất cả các bạn nha. Lại gai với mấy anh em mình. Bữa nay nó đệt đồ đã. Chị Nương ngồi ăn luôn nè chứ đâu. Rồi mưa tới luôn. Nghe lục cọp rồi đó. Thôi đừng mưa lớn ông ơi, mưa lớn quá sao tôi về ông ơi. Mặn không? Đó, lục cọp rồi. Thử coi, uống trà. Mời các bạn nha. Đó. Sao vừa ăn mà? Vừa ăn. Ừ, ngon, vừa ăn. Không mặn cũng không lạc. Ngoài cái nhà ăn cơm. Vô. Rồi đó, tạnh này đó. Nghe rột rột xong bắt đầu tạnh này đó.
Nằm đèn cái bổ nó cái sổ mà không thấy cái dưới sổ à. Bốn phần
tôi thả lưới neo này dính cá mè này dính, nhưng mà hôm mà đi ôm lưới cá mè đi cho đi không ham. Em vậy gì đi quay clip cá mè đấy nó khó tiêu lưới cá mè đi cho không ham. Nghe ta chúng gì ta chúng với hoàng hai nữa cá mẹ cũng sao mấy bữa chúng cá nó bán không nhiều tiền lại dân cá mẹ thấy chua quá anh vô 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 luôn ra đây trời ông xèo hết rồi hả đụng đâu vào đó hả? Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Công nhận món này là gai đúng bài luôn bạn. Đạo, chào bạn nha.